Xin chào mọi người, và nhất là các em trai em gái tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Đây là video mình sẽ chia sẻ với các em về vận hạn của cái 6 tháng còn lại của năm Tân Sửu năm 2021. Một cái năm mà tuổi Ất Sửu phải chịu trực thái tuế, hạn 37 tuổi, gọi là tam thai năm nặng. Rồi sao hạn cả nam lẫn nữ thì đều không tốt đẹp. Thật sự thì đang quay video thì trời cúp điện, cho nên là gặp trời mưa nữa, cúp điện cho nên là nó hơi tối, mọi người thông cảm ra. Thì ở trong cái năm, một cái năm có nhiều cái sự xui rủi xung khắc như thế này, kết hợp với cái việc dịch bệnh, thì rõ ràng là người Ất Sửu từ đầu năm đến bây giờ mình chia sẻ thì chắc là có nhiều điều tương đối đúng ha. Mình có nói năm nay là năm không tốt đẹp cho người Ất Sửu rồi, và không tốt đẹp ra sao còn phải tùy vào cái ngày tháng năm sinh, cái phúc phần của mình, vợ chồng nó như thế nào. Năm nay mà cả hai vợ chồng mà tuổi Ất Sửu thì đúng là te tua thật, không có con đường nào mà nói nữa. Trở lại với cái vận hạn 6 tháng thì chúng ta phải xét xem là sao hạn vận niên của cả nam lẫn nữ của tuổi này là sao. Khác với lại tuổi Quý Sửu thì nam là sao xấu, thì nữ thì còn được sao tốt. Còn cái đối với cái người Ất Sửu thì cả nam lẫn nữ thì đều xấu, với nam La Hầu, nữ Kê Đô. Nam La Hầu là một trong những hung tinh bậc nhất của nam, còn nữ Kê Đô thì là hung tinh bậc nhất của nữ. Không có tốt đẹp. Rồi hạn của năm thì nam là hạn tam kheo, chú ý đề phòng xảy sát tay chân, đây là cái hạn cũng khá nhẹ. Tuy nhiên nữ thì gặp hạn thiên tinh, rối rắm tranh chấp, khẩu thiệt, thị phi, tai tiếng. Vận niên của năm thì là vận niên không tốt luôn, chứ không được như là người Quý Sửu đâu. Vận niên của năm là vận niên cẩu cuồng phong, tức là chó bị điên, chó bị trúng gió, chó mà còn bị trúng gió nữa thì hiểu rồi ha. Đùng cái gì cũng thất bại. Đây là một năm nếu như mình xét về cái tử vi á, thì là một năm nên ngồi im chờ thời là tốt nhất. Bổn mạng của người Ất Sửu thì đỡ nguy nan hơn là người Quý Sửu, khi đây là một năm thổ. Người Quý Sửu là mệnh kim, người Ất Sửu là mệnh kim thì tương đối là bổn mạng không quá nguy nan, trừ những cái trường hợp tuổi xung khắc là phải gánh cho người này người kia thì mình không nói. Rồi vận hạn của 6 tháng đầu năm thì mình đã chia sẻ ở cái video về tuổi Ất Sửu rồi, cho nam lẫn nữ. Còn bây giờ thì mình gặp chung lại, tại vì hai cái sao này không có cái gì khác biệt hết, nó sống đều, cho nên là mình chia sẻ như vậy. Đầu tiên hết là tháng 7 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021. Mà tháng 7, tháng cô hồn đối với người Phật giáo là tháng Bính Thân, một tháng hỏa. Như vậy xét về trụ mạng là sao? Hỏa sẽ khắc kim. Bổn mạng thì bị tháng khắc, sức khỏe không tốt, đề phòng những cái tai nạn phạm thân. Đây là tháng gọi là tháng cô hồn nữa. Nếu là người Phật giáo thì tháng này gặp mấy em mà nữ Ất Sửu thì nhớ cẩn thận giùm ha. Thiên can thì chữ Ất của Ất Sửu và chữ Bính không xung không hợp, trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Tuy nhiên là chữ Ất thì giáp Ất thì nó âm ngũ hành là mộc, Bính thì là hỏa. Đây là thiên can bị sinh xuất. Và thiên can thì bị sinh xuất như thế này, nạp âm của hành của thiên can bị sinh xuất như thế này thì rất dễ gây hao tổn. Tuy nhiên nó không lớn, hoặc là nó nằm trong cái sự tính toán đầu tư của mình ha. Tiếp tục, địa chi là Thân Sửu, tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau. Cũng may là tháng này về tình cảm gia đạo không có quá cái nhiều khó khăn. Rồi tiếp tục là tháng 8 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021, tháng Trung Thu. Tháng Trung Thu của năm Tân Sửu là tháng Đinh Dậu, tiếp tục là một tháng hỏa. Như vậy trụ mạng cũng không khác gì với tháng 7, khi hỏa khắc kim, tháng khắc bổn mạng, bổn mạng sức khỏe xấu, đề phòng những cái tai nạn phạm thân, thậm chí là nguy nan tới bổn mạng đối với người nam. Thiên can Ất Đinh thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cũng khá giống với lại tháng 7 khi giáp Ất là thuộc mộc,
mà Bính Đinh thì thuộc hỏa, cho nên đây là thiên can bị sinh xúc, không tốt lắm về cái bộ mạng và không tốt lắm cho tài lộc và công việc. Địa chi thì tốt hơn khi Dậu, tháng Dậu, người tuổi Sửu gặp tháng Dậu là thuộc nhóm tam hợp tỵ Dậu Sửu, dấu hiệu của nhiều may mắn không chỉ cho gia đạo tình cảm mà còn cho cả công việc. Tháng này thì tương đối ngon lành hơn ha, nhờ cái tam hợp của tháng. Tiếp tục là tháng 9 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021, mà tháng 9 thì là tháng Mậu Tuất. Mậu Tuất là một tháng mộc, như vậy thì cũng không tốt đẹp cho bổn mạng khi sao kim của bổn mạng khắc tháng. Sức khỏe bổn mạng xấu, đề phòng những cái tai nạn bệnh nạn, nhưng nhẹ hơn cái tháng hai cái tháng gì thôi ha, chứ cũng không tốt. Thiên can thì chữ Ất của Ất Sửu sẽ khắc chữ Kỷ. Thiên can khắc tháng, công việc cẩn trọng, có kẻ phá toái, dễ vướng pháp luật, lâm vào bế tắc, dễ vướng pháp luật. Cả nam lẫn nữ đều không tốt khi mà gặp tháng Kỷ chữ Ất ha. Địa chi Hợi Sửu tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau, cho nên gia đạo tình cảm ok, tốt, không vấn đề gì nhiều. Tiếp tục là tháng 11 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021, mà tháng 11 của năm Tân Sửu là tháng Canh Tý. Tháng Canh Tý thì là một tháng Thổ. Như vậy thì sao? Ủa quên, tự nhiên mình đang nói tới tháng cái mình chuột xuống tháng 10 luôn. Tháng Mậu Tuất trước, đúng không? Mình chưa nói tháng Mậu Tuất. Tháng Mậu Tuất thì cũng là tháng mộc, cũng không khác lắm với tháng 10 khi là sao? Kim thì khắc mộc, bổn mạng khắc tháng. Rồi á là Ất Mậu thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Tháng 9 á là Tuất với Sửu, thì là nằm trong cái bộ hành tương tứ hành xung thìn Tuất Sửu Mùi, cho nên gia đạo tình cảm của tháng này cẩn trọng, nếu không muốn có cái chuyện mà buồn phiền xảy ra. Còn tháng 10 thì nãy mình nói rồi, do mình kéo mình nói ngược cho nên là mọi người thông cảm. Tiếp tục là tháng 11, tháng Canh Tý, một tháng Thổ của năm Thổ này, năm Tân Sửu. Mà như vậy thì xét về trụ mạng là Thổ sinh Kim, bản mệnh được tương sinh tháng, sức khỏe và bổn mạng tốt, phúc tinh và đại tinh vì thế được hưởng lợi. Ngon lành ha. Rồi thiên can thì chữ Ất với chữ Canh là thuộc thiên can thuộc ngũ hợp, Ất hợp Canh, cho nên công việc nhiều hanh thông, tài lộc dễ sinh. Đó, ngon lành ha, Ất hợp Canh. Địa chi thì tốt đẹp hơn nữa khi Tý và Sửu là thuộc cái nhóm địa chi lục hợp. Đây là dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho công việc mà còn có tài lộc mọi thứ. Có thể nói tháng Canh Tý, tháng 11 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021 là tháng tốt nhất đối với người Ất Sửu ở trong cái năm này. Vì sao? Vì bổn mạng được tương sinh nè. Thiên can thuộc ngũ hợp, địa chi thuộc lục hợp, tháng này rất dễ có tài lộc lớn. Nếu mà người nào có số mệnh tài lộc bất ngờ, hay cái cung tài bạch có thái dương thái âm thì dễ có chuyện trúng số, có tiền tài lộc bất ngờ ở trong tháng này ha. Tháng cuối cùng của năm Tân Sửu năm 2021 chính là tháng Tân Sửu, tháng 12 luôn. Tháng này mới phê nè, tháng Sửu của năm Sửu. Rồi mình tuổi Sửu ha, năm sinh tháng tuổi nằm đúng chỗ luôn. Thì tháng Tân Sửu thì là một tháng Thổ, tháng Thổ của năm Thổ. Thì như vậy xét về trụ mạng là Thổ sinh Kim, bản mệnh được tương sinh, sức khỏe và bổn mạng tốt, không có vấn đề, quốc tinh và tài tinh cũng được hưởng lợi, cũng như giống như tháng 11. Tuy nhiên thiên can thì không được tốt đẹp như vậy. Vì sao? Vì chữ Tân của tháng cũng như chữ Tân của năm khắc chữ Ất của cái thiên can. Thiên can mà bị tháng tương khắc như thế này, công việc dễ lâm vào bế tắc, đặc biệt là dễ suy hao tài lộc, thậm chí là đáo tụng đình với những cái tháng như thế này. Tháng này là tháng cuối cùng của năm nè, nguyên một năm thất bại, nhiều khi cuối năm bị người ta kiện do tội thiếu nợ, thì cái chuyện đó cũng bình thường, không có vì gì mà quá lo lắng. Mình đã nói rồi, năm nay đối với người, riêng người Ất Sửu thôi chứ không phải nói riêng á,
Còn nói chung thì cả cái các anh chị em làm ăn thì mình nói thà mắc nợ hơn mắc Covid, và người Ất Sửu thì cũng vậy. Đặc biệt luôn á là mắc nợ cũng cười thôi chứ cũng chẳng có quan trọng gì đâu. Ất Sửu với cái tính siêng năng của mình, bản mệnh chịu cày chịu cuốc ha, cứng cỏi thì sẽ sớm lấy lại được thôi, yên tâm. Rồi địa chi thì người tuổi Sửu gặp tháng Sửu của năm Sửu thì sao, năm sinh tháng tuổi, cẩn trọng những cái phiền toái ở trong các mối quan hệ gia đạo xã hội, ở trong công việc cũng có nhiều cái phức tạp mà cần phải chú ý. Rõ ràng đó là trong 6 tháng cuối năm, người Ất Sửu với cái chuyện mà tam thái năm này trực thái tuế sao hạn không tốt, vận niên cũng không tốt như thế này, thì cái vận trình của 6 tháng cuối năm nó cũng thể hiện ra cái điều đó. Không, trong cả 6 tháng cuối năm thì 4 tháng là không tốt về bộ mạng, trong đó có 2 tháng nha, tháng 10 và tháng 12 là 2 tháng không tốt về cái công việc làm ăn. Như vậy thì rõ ràng có nhiều cái sự khó khăn đang chờ đón các cái em trai em gái tuổi Ất Sửu trong 6 tháng còn lại của năm Tân Sửu năm 2021. Đối với anh cho lời khuyên ở tuổi này thì gọi là nín thở qua sông. Trong cuộc đời chúng ta sẽ có những năm đi lên và những năm đi xuống. Đây là một trong những năm đi xuống rất thấp. Cho nên bảo toàn được cái bổn mạng sức khỏe, thậm chí là bảo toàn tốt hơn là bảo toàn được những gì mình đang có, đã là mừng lắm rồi. Hoặc là si hao một chút thôi là đã là thành công. Chứ đừng nói rằng có một năm có tài lộc lớn. Người nào tuổi Ất Sửu, cả nam lẫn nữ mạng mà có tài lộc lớn thì cẩn trọng bổn mạng sức khỏe cho mình. Coi như có tài lộc lớn chưa chắc gì đã được phước mà hưởng. Như vậy thì mình đã tổng hợp và chia sẻ với mọi người tuổi Ất Sửu, nam là nữ mạng, những cái kiến thức cơ bản về cái vận thế 6 tháng còn lại của năm Tân Sửu. Hy vọng rằng nó là một cái hành trang nhỏ giúp cho các em có được cái nhận định những cái tháng ngày phía trước mình hên xui, tốt đẹp hay là xấu như thế nào, để mà đưa ra những cái quyết sách về kinh tế, để hy vọng rằng nó sẽ làm cho các em bớt những cái thiệt hại về kinh tế, bớt những cái khó khăn, bớt những cái xui rủi mà mình phải chấp nhận ở trong công việc làm ăn. Các em xem video thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi Vào Cuộc Sống, nhớ bấm đăng ký để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của mọi người hoặc là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.